Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bản tin sáng ngày 11 tháng 9 trên kênh Cà phê Bóng Đá. Sau đây, chúng ta hãy ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê và cùng nhau điểm qua một số tin nóng sáng ngày hôm nay nhé. Điểm tâm sáng hôm nay mà chúng tôi mang đến cho các bạn là những thông tin như sau. Klopp có màn đáp trả cực ngầu trước câu hỏi của cổ động viên. Perez bị chủ tịch UEFA đá đểu. Arteta lý giải tại sao Arsenal chi tiền nhiều vào mùa hè này. Solskjaer xác nhận Ronaldo sẽ ra sân trong trận gặp Newcastle. Chấn thương của Ramos diễn biến phức tạp. Man City đón viện binh khủng cho màn đại chiến Leicester. Bruno Fernandes được tăng lương cao hơn Pogba. Klopp có màn đáp trả cực ngầu trước câu hỏi của cổ động viên. Trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của tuyển Anh trước Andorra, huấn luyện viên Gareth Southgate đã thực hiện một số sự thay đổi đáng chú ý khi để Trent Alexander-Arnold lên thi đấu như một tiền vệ lệch phải. Quyết định này cho thấy độ hiệu quả khi tam sư hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận, đồng thời duy trì sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng đến từ Alexander-Arnold, các cổ động viên Liverpool đã đặt ra những câu hỏi cho Jurgen Klopp về vị trí mới dành cho cầu thủ 22 tuổi rằng tại sao ông lại không thử thay đổi cách sử dụng Trent trong khi ở vị trí tiền vệ lệch phải, cậu ấy chơi xuất sắc như vậy. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cho rằng, trong bối cảnh các cầu học trò đang thi đấu tốt với sở trường hợp về phải, ông hoàn toàn không có lý do để đưa ra sự thay đổi. Klopp nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Leeds United rằng, nếu bạn xem các trận đấu của chúng tôi, bạn sẽ thấy rằng vị trí của Trent đã thay đổi. Thực tế khi đã đến năm 2021 mà chúng ta vẫn nói về điều này trong bóng đá, khi đội tuyển Anh hoặc chúng tôi áp đảo trong thế trận, thì Trent chắc chắn có thể chơi ở vị trí tiền vệ. Điều đó có thể xảy ra, nhưng tại sao lại biến hậu vệ phải giỏi nhất thế giới trở thành tiền vệ? Tôi rất khó hiểu, làm thế nào các bạn có thể nghĩ như vậy? Perez bị chủ tịch UEFA đá đểu. Chủ tịch UEFA là Alexander Seferin đang có những mâu thuẫn với chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Mọi thứ bắt đầu từ việc Real Madrid tạo ra liên minh, xây dựng giải đấu Super League để lấn át những giải đấu do UEFA tổ chức. Câu chuyện này từng tạo ra sự căng thẳng ở thế giới túc cầu vào tháng 4. Mọi thứ tạm lắng xuống trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng nếu có dịp, Seferin sẵn sàng đá đểu Perez. Chứng kiến các cảnh Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chi một Kylian Mbappe từ PSG, chủ tịch UEFA ngay lập tức lên tiếng mỉa mai. Cụ thể, ông chia sẻ, Florentino Perez từng phàn nàn và khẳng định Real Madrid chỉ có thể sống sót nếu được tổ chức Super League. Tuy vậy, họ vẫn sẵn sàng trả cho PSG số tiền 180 triệu euro để chiêu mộ Mbappe. Tôi chẳng có chút phiền lòng nếu Champions League vắng Real, Barca hay Juventus. Thật thú vị, khi họ là những đội muốn tổ chức Super League, nhưng vào lúc này lại muốn thi đấu tại Champions League. Đó là các câu lạc bộ đang cố gắng giết chết bóng đá. Các nhà quản lý ở ba câu lạc bộ đó thực sự kém cỏi. Seferin lại khơi mào màn khẩu chiến với Perez và sẽ không bất ngờ nếu trong vài ngày tới đây, Perez sẽ có những màn phản pháo chủ tịch UEFA trước truyền thông. Arteta lý giải tại sao Arsenal chi nhiều tiền vào mùa hè này. Dù chi nhiều tiền chỉ nhượng nhất Premier League mùa hè này, nhưng Arsenal không nhận lại những kết quả xứng đáng. Họ chưa có được điểm nào sau 3 vòng đấu đầu tiên và cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Arsenal được kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi các trụ cột khỏe mạnh trở lại và các tân binh hòa nhập với đội. Và huấn luyện viên Arteta khẳng định những khoản đầu tư vào mùa hè là để hướng đến việc đem về những thành công ngay lập tức cũng như dài hạn cho đội bóng. Chúng ta đều biết tham vọng của câu lạc bộ là trở thành đội bóng tốt nhất. Chúng ta phải làm điều đó. Trên tất cả, chúng tôi cần phải tuyển mộ các cầu thủ ở nhiều vị trí. Để làm điều đó, chúng tôi cần phải đầu tư tiền dàn trải và thông minh. Sau đó, chúng tôi cần phải tập trung vào chất lượng. Những mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến là những người có tiềm năng cạnh tranh ở mức độ cao nhất. Chiến thuật tổng thể của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi phải đưa ra những quyết định nhanh chóng để tăng cường chất lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Solskjaer xác nhận Ronaldo sẽ ra sân trong trận gặp Newcastle. Sau 12 năm, giờ đây Quỷ Đỏ đã có thể tái hợp huyền thoại câu lạc bộ và một lần nữa được chứng kiến anh khoác lên mình chiếc áo số 7. Trong những ngày vừa qua, Ronaldo đã trải qua hai buổi tập, đồng thời thể hiện quyết tâm mang về vinh quang cho màu áo đỏ thành Manchester. Trước những tín hiệu tích cực mà siêu sao 36 tuổi đem lại, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận rằng anh sẽ góp mặt ở cùng đồng đội Newcastle United vào tối nay. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ, Ronaldo có khoảng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới khá tốt cùng Juventus. Cậu ấy thể hiện phong độ ấn tượng cùng đội tuyển quốc gia và đã có một tuần tập luyện cùng toàn đội đầy vui vẻ. Cậu ấy sẽ ra sân trong trận gặp Newcastle. Điều đó là chắc chắn. Ngoài Ronaldo, bộ đôi tân binh Rafa Varane và Jadon Sancho cũng có thể sẽ góp mặt ở cùng đồng đội này. Sancho dính một chấn thương nhẹ trong đợt tập trung lên tuyển, nhưng giờ đây anh đã bình phục. Chấn thương của Ramos diễn biến phức tạp. Theo Mundo Deportivo, tiến độ hồi phục chấn thương của Ramos đang chậm hơn dự kiến. 4 tháng qua, cựu sao Real không thi đấu vì chấn thương lưng. PSG từng dự đoán Ramos sẵn sàng trở lại sau đợt tập trung đội tuyển vào tháng 9, nhưng tình hình đang khó lường. Trong tuần này,
Ramos gặp thêm vấn đề ở bắp chân. Diễn biến này khiến trung vệ sinh năm 1986 thay đổi kế hoạch hồi phục. Anh tạm thời tập theo giáo án riêng để tránh khiến chấn thương nặng hơn. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết Ramos phải bình tĩnh để hồi phục hoàn toàn chấn thương. PSG cũng không có ý định đưa cầu thủ quân tuyển Tây Ban Nha trở lại nếu anh chưa sẵn sàng 100% thể trạng. Ramos là một trong bốn ngôi sao cập bến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè này, bên cạnh Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma và Jorginho Wijnaldum. Trước đó, Real mời Ramos ký hợp đồng 2 năm với mức lương giảm khoảng 50%. Dù vậy, anh không đồng ý về quyết định chia tay sân Bernabeu sau 16 mùa giải. Man City đón viện binh khủng cho màn đại chiến Leicester. Trong những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2021-2022, De Bruyne tái phát chấn thương mắt cá chân gặp phải từ Euro 2020 vừa qua. Cầu thủ người Bỉ chỉ có thể ra sân vỏn vẹn 11 phút trong cuộc đối đầu Tottenham, rồi sau đó vắng mặt trong hai trận gặp Norwich và Arsenal. Đã xuất hiện những lo ngại về việc De Bruyne phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm tình hình. Tuy nhiên, may mắn cho cầu thủ 30 tuổi khi mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Đội ngũ y tế của Man City đã theo dõi sát sao tình hình của De Bruyne, qua đó có biện pháp hồi phục phù hợp. Hiện số 17 của Man City hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong những ngày vừa qua, nhạc trưởng Man City có thể hoàn thành trọn vẹn giáo án ban huấn luyện đề ra. Anh sẽ trở lại trong trận gặp Leicester City tới. Với De Bruyne, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ có thêm những phương án tấn công đa dạng hơn cho Man City. Trái ngược với tiền vệ sinh năm 1991, Phil Foden hiện chưa thể trở lại. Ngoài ra, ở chuyến làm khách tới sân King Power, Man City không thể điền tên thủ thành Ederson và tiền đạo Gabriel Jesus vì không được Liên đoàn bóng đá Brazil cho phép tham dự trận đấu. Bruno Fernandes được tăng lương cao hơn Pogba. Hợp đồng của Bruno với Manchester United vẫn còn thời hạn tới mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, trước màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ này, ban lãnh đạo Manchester United đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với anh. Theo thông tin từ The Sun, Manchester United chào mới mức lương lên tới 300.000 bảng một tuần cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, tức gấp đôi so với mức lương cũ 150.000 bảng một tuần. Với mức đãi ngộ này, Bruno sẽ là người được hưởng lương cao thứ ba ở MU, đứng sau Ronaldo 480.000 bảng một tuần và De Gea 375.000 bảng. Ngoài ra, anh sẽ vượt qua mức lương của Pogba 290.000 bảng và đẩy cầu thủ người Pháp xuống vị trí thứ tư. Tuy nhiên, nếu như Pogba đồng ý gia hạn hợp đồng, thì mức lương của cầu thủ người Pháp sẽ được tăng lên 400.000 bảng một tuần. Người đại diện của Bruno, Miquel Pinho, đang đề nghị đính kèm điều khoản giải phóng hợp đồng và hợp đồng mới. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United đã nhanh chóng từ chối, bởi ở thời điểm hiện tại, họ xem Bruno như kẻ bất khả xâm phạm và sẽ không để anh rời đi dù bất cứ giá nào. Và trên đây là toàn bộ điểm tin sáng ngày 11 tháng 9 mà chúng tôi muốn gửi đến mọi người. Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon, xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em tạo lại có cơ hội làm đạo bóng đá tiếp nha.